Làm ơn làm cái mặt ghê quá làm ơi. Chết tắt một cách đáng sợ. Nghe đồn là em đang nhờ mọi người quay lại cái clip reaction của mọi người khi mà coi Một Nén Nhang phần 3 của em, phải không? Để tôi coi coi cái phần này có đáng sợ như hai phần trước không? Chứ tôi là tôi lên đô dữ lắm rồi đó. Cảm giác rất là khó chịu khi mà mình cứ ở mãi một chỗ và không làm gì cho nhau mọi người. Và với cái sự thôi thúc đó, bữa nay mình lập mập cũng hết hẹn anh chị em có cái gì chơi cái đó mặt màu vậy nhạc dựng lên cái cảnh này. Xin kể lại cho tất cả mọi người nghe câu chuyện mang tên Kéo Hồn. Bảo chỉ toàn nghe tiếng rên ư ử và tiếng khóc ồn ồn rất là khó chịu từ bà nội. Có lần bà nội vô tình thấy nó, bà trợn mắt lên giận, chỉ tay thẳng giận nó, khiến nó sợ quá bỏ vô phòng và quả khóc. Rồi chẳng mấy chốc bà nội cũng mất đi vì bệnh quá nặng. Bà nghe tiếng len ken lụp cụp ở dưới bếp, chắc là con Dung, chắc nó đang dọn dẹp cái gì đó. Đó là tiếng cái nắp nồi bằng inox nó rớt xuống đất. Cảm thấy bất an, bà mò xuống bếp xem thử. Trong lúc ông Hùng đang tắm, tự nhiên đèn điện chớp tắt một cách đáng sợ, trong khoảng im lặng đó, ôi lại là cái tiếng nắp nồi rớt xuống đất. Nó cứ xoay vòng, cái tiếng nắp nồi cứ vẫn vang vọng ở trong nhà. Biết chính xác có thứ gì đó ở ngoài, nhưng giờ không còn nghe tiếng gõ cửa nữa mà là một tiếng nói. Ghê vậy. Đi theo má. Làm ơn làm cái mặt ghê quá làm ơi. Ghê quá luôn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Làm bà nội thằng Bảo mấy hiểu uống gì sự... cái mặt cái ghê vậy trời. Lúc nhà tao mà ai mở cửa ban đêm ông nội tôi không dám mở cửa luôn á. Hai vợ chồng xanh mặt lại. Hay chồng không ai khóa cửa hết trơn. Cái nắm cứng ghê bắt đầu xoay tròn. Cửa từ từ mở ra. Lúc này hai vợ chồng thấy cái bóng đúng dốc dáng của má mình. Mọi người ơi, nổi da gà hết rồi nè mọi người ơi. Là trời ơi. Má về.